Thì đấy, kể cả là những cái biện pháp Covid, bây giờ các bạn có thấy thông tin rồi, tôi cũng chả biết là tin thật hay là như thế nào, nhưng mà chúng nó nói là có chủng Covid mới, tôi cũng đéo biết là thật hay không luôn. Nhưng mà nếu như thế thì hãy cứ cẩn thận, cũng như là một cái câu nói đã nói nhiều lần trên kênh rồi, Việt Nam thì vẫn đang khá là bình, thế nhưng mà chỗ khác thì đang không bình như vậy. Các bạn được sang Đức, zombie, tôi nói cho các bạn biết là như thế, kinh vãi ở lồn, nên cảm thấy nó đang có một cái gì đấy nó bất thường nó xảy ra đi. Để mà đấy mình biết cái điều đấy thôi, mình nên cẩn thận với bản thân mình, thế đừng có để nó bợp. Nó bợp là mệt lắm, mình không muốn để cho cái cuộc sống này nó bợp mình một tí nào cả. Thế nên là nhé, các bạn hiểu không? Đấy, nó rất là nguy hiểm, chủng mới mà. Thế nên là những cái câu chuyện 1-2 năm nữa nó nguy hiểm, các bạn phải cẩn thận đi. Thật các bạn bây giờ đang yên bình ở đây thôi, chúng mình đang ok, rồi cái gì nó sẽ xảy ra các bạn có tưởng tượng được không? Rồi cái gì nó sẽ bợp, không biết, sợ dã man luôn đấy. Thế nhưng mình hiểu về đó để mà nhé, đồng lào thành trì duy nhất của thế giới trước Covid. Thế tôi mới bảo mà, các bạn có thể là ở Việt Nam thì có một cái nét gì rất khác so với ở thế giới không? Ờ, nó có một gì nó thế giới rồi chứ, hòa bình, an toàn, kiểu dạng vậy. Sao nó có những cái nét gì đấy mà nó có, thế các bạn kiểu ok la vậy luôn mà, các bạn có công nhận đâu, đồng lào bây giờ biết.